dành bố về thăm quê con. Rồi. Thì con rất là quý bố, thương bố. Bố về Việt Nam thì ai cũng yêu quý bố. Hôm nay dẫn bố về đây thì việc đầu tiên là mình thắp cho ông bà cụ một cái nhang. Mẹ con là sinh bằng tuổi chú đó. Mẹ con sinh năm 1952. Ồ vậy hả? Ừ, mà chú là 1952 cho nên là nghe năm 1952 là con khoái rồi. Cho nên năm thìn. Mình thắp cho ông bà cái nhang rồi để mình ông bà phù cho mình có sức khỏe để mình đi đi rong chơi. Rong chơi đúng không? Đúng, thế thôi. Ok. Ngày xưa bố mẹ con ở đây, bố con là đi kháng chiến chống Mỹ 20 năm. Ông là bác sĩ quân y. Còn mẹ là thanh niên xung phong đây. Thế là có cái bà còn tấm hình bà còn cái có cái nón tay bèo, còn ông rất nhiều huân chương. Rất nhiều huân huy chương. Thế là gia đình cách mạng rồi. Đeo quẹt đâu có lại giúp bác quẹt cái. Đấy không quẹt đâu. Quẹt đâu trên bàn kìa con. Xin chào mọi người. Ở Việt Nam thì lâu lắm rồi chú về quê cho chú nhìn phong cảnh quê hương và cũng như văn hóa tập tục của quê hương, thờ ông bà. Rồi ai mà theo Thiên Chúa thì thờ đạo Thiên Chúa, thờ Chúa. Ai mà theo Phật thì thờ Phật nữa. Cho nên là dù có thờ đạo này hay đạo kia thì bên cạnh trong gia đình cũng phải thờ ông bà. Đó là văn hóa vòng tròn nho giáo hàng ngàn năm rồi. Chú có nghe không? Thì cũng như gia đình chú cũng thờ Chúa, thờ Phật, nhưng mà bà xã chú là bên đạo Thiên Chúa ha. Đúng rồi. Thờ Chúa nhưng mà vẫn có phải thờ ông bà bên Mỹ có cũng thế đúng không? Thờ ông bà làm cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ. Văn hóa không bỏ được ha. Văn hóa thì ngàn đời không bỏ được. Đã là người Việt là phải vậy, phải biết biết trên biết dưới. Đây. Đấy. Con là Phan Thanh Hải. Dạ. Vợ con Phan Tần thì Thu Hằng. Các con Phan Trần Quốc Hoàn, Phan Trần Quốc Thiệp, Phan Trần Quốc Khuyến và các cháu con dâu con rể đầy đủ hôm nay con về thăm quê. Và con mời chú Cầm Nguyễn, chú đã đi làm việc bên Mỹ 40 năm. Nay con rất quý chú và thương chú và yêu mến chú cho nên mời chú về thăm quê nơi con sinh ra cũng như nơi cha mẹ đã từng sống. Mẹ thì mất lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Mẹ sinh năm 1952 bằng tuổi chú. Nhưng mà chắc có gì đó là ông bà cũng phù hộ cho chú được có sức khỏe, cho bố được khỏe, sức khỏe dồi dào để đi thăm thú khắp nơi. Năm nay 72 tuổi mà gân cốt còn chắc khỏe, cũng còn khỏe mạnh. Rồi mong ba mẹ phù hộ độ trì cho đại gia đình chúng con cũng như gia đình bố Cầm luôn luôn an lành, hạnh phúc, mạnh khỏe. Về quê quay cho mọi người cả bố Cầm nữa đó. Mình lúc mình gọi bố, lúc gọi chú là vì nếu mà thân thiết thì mình gọi bố là vì bực cùng tuổi mẹ mình á, cho nên hay lẫn lộn. Mong mọi người thông cảm. Không sao, không sao, nó bình thường. Thì đây là nhà, thì nhà nào ở đây quê nhà nào có cái bàn thờ thế này. Đúng rồi, cái này là ấy. Rồi đây là mấy đứa nhỏ này chú thấy không? Đây đây là con cháu. Mấy đứa nhỏ này đây, đây nha. Con này con của chú Hiệp, nhà con năm anh em mà có một người ở đây. Đây chú này, đây là xa cái màn Viettel có cái wifi này rất là mạnh này. Này đây màn wifi này con nít nó coi YouTube cả ngày. Thế nên, thì ở cái vùng miền quê mà Hà Tĩnh này đó thì người dân ở đây họ đa số là cất nhà và họ rất là mê vấn đề coi như là hình như là thấy là truyền thống, có là nhà nào cũng xài đồ gỗ. Dạ. Và lấy cái thước đo mà sự bền bỉ với lại kia là đều là gỗ cả. Dạ. Giống như cái sofa hoặc là cái gọi là cái salon này toàn là bằng gỗ, mà gỗ quý nha, chứ không phải là gỗ thường. Một là gỗ đỏ, hai là cẩm lai, rồi đủ thứ. Nó bền hay này nó bền. Nó bền. Ừ. Nó rõ ràng nó bền và hầu như cái nhà này toàn là đều gỗ. Xin giới thiệu sơ qua chút xíu là mấy cái cột này cũng bằng gỗ, bằng gõ nha. Cái này làm 50 năm rồi. Cái này cái nhà này mà cái gõ như vậy làm 50 năm rồi, ghê chưa? Toàn bộ là bằng gõ hết. Nó cứng cáp và nó thể thực sự là mình phải nói là mình vào cái nhà mà thấy nó mát. Yeah. Nó thạo đầu tiên là nó mát. Và cái đặc tính của cái vùng quê này là cái nhà nào nhà đấy nó rất là bự. Nó rất là bự. Yeah. Cho nên ra mình cảm thấy nó thoải mái.
À, mình thờ nho, mình theo văn hóa nho giáo á, à, còn nho giáo. Cho nên là bên cạnh mình đây bàn ăn chú ạ. Còn đây là bàn thờ ông Địa. Đó, rộng lắm, cái phòng khách của ngay cái bàn thờ tổ tiên thì rất là rộng. Và ở đây là cái bộ cửa cũng là bằng gỗ luôn. Ừ. Bộ cửa này là quá trời là bự, cũng bằng gỗ luôn. Bằng gỗ luôn. Gõ gì không biết mà chắc lắm. Yeah. Gõ lắm. Gõ. À cái đây quay cho mọi người thấy cái giường của bố cầm về Hương Giang Hương Khê ngủ này. Ở đây là một cái xã miền núi xa xôi nha mọi người. Cái giường này gỗ của đây là lông sàng của tôi. Lông sàng của tôi hả? Lông sàng của tôi đó, một mình nuôi được đây đó. À, đó đồ, đó. Đồ đạc đó. Đồ đạc thì kệ đó đi. Ừ. Rồi. Lông sàng của tôi. Bây giờ cho coi cái không gian phía trước cái chỗ mà trước mình vô đi. Vô nhà bếp rồi coi có nhà bếp có cái gì. Có khoan, gì từ từ. Đây sẵn đây nè, mình vô đây. Ở đây cái không gian đất rất là rộng. Cái không gian trước đây gọi là cái gọi là mà mình ở trong thành phố gọi là cái hàng ba, nhưng mà bây giờ nó không thành hàng ba nữa. Mình gọi là cái sân. Sân quá ư là bự. Thật sự là bự. Đây. Rồi bỏ đi. Cái sân này thật là bự, thấy chưa? Một chiếc xe đậu chút xíu xíu mà nó còn một khoảng. Nếu mà đậu xe thì tệ lắm, phải 6-7 chiếc nữa. Đó. Đó, quá trời là bự luôn. Nói chung là có khách cửa. Ra ngoài này là quay vô thì mới thấy toàn cảnh căn nhà. Căn nhà nếu mà tính ra căn nhà này bề ngang khoảng 20 thước. Bề ngang căn nhà khoảng 20 thước. Dạ. Thấy cái sân quá vĩ đại luôn, cái sân không? Quá trời quá đất. Đó. Cái này cách cái khuôn viên nhà với cái sân này là hơn 500 mét vuông á. Ờ, 500 mét vuông thì mẹ nửa mẫu rồi còn gì nữa. Nửa ngàn. Nửa mẫu rồi. Rồi. Ờ, nửa 500. Ờ, 500 là nửa mẫu là rồi. Chắc cái nhà với cái sân này thôi. Thấy kinh khủng chưa? Từ cái đầu kia qua đầu này là phải gần 20 mét rồi. Cầu 20 mét, 25 mét á. Rồi, ok. Tất cả đều là bằng gỗ. Chỉ có những cái như tường thì là bằng xi măng thôi. Cột bằng đá. Cột ở ngoài bằng đá. Còn ở trong là cột kèo toàn là bằng gỗ hết. Thực sự là ấn tượng. Mà hình như ở đây ai cũng vậy. Dạ. Các nhà nào cũng gỗ chứ, nhà qua chú mà dẫn chú tới cũng bằng gỗ nữa. Chú chưa lại xem những nhà hàng xóm khỏi người ta là nói hàng xóm là... cũng gỗ nữa. Hình như họ cái này họ... cái vải này chú này trong 25 năm rồi này. Ờ, cái đây cái vải hả? Ừ. Ờ, cái vải. Cái vải thiêu này 25 năm mà trái nhiều lắm. À. Ừ. Đây là bên này cái hông này, phía bên này chú này, bên này là công trình phụ này. Đây là công trình phụ, bên này thì toilet rồi nhà tắm rồi các cái bên này. Gắn máy lạnh đâu tùm lum này. Đây nè. Không. Nói chung là ở thành phố như thế nào thì ở đây có y chang như vậy. Thấy rõ ràng không? Đây là công trình phụ và ở chỗ này là ở đây là phơi đồ trong nhà luôn. Đây là máy lạnh, máy nóng đầy đủ. Quá trời là bự luôn. Nước đây mình bơm khoan xuống 70 mét. Rồi lên lên mình lấy nước đó đi cho nhà nước kiểm nghiệm. Nói chung là đây là nước không tốn tiền nè. Chỉ có tốn tiền điện ha. Tốn tiền điện thôi. Rẻ. Điện thôi, còn ngoài ra tất cả cái điều là không có tiền bạc gì cả, không có thuế má gì cả, kể cả như trồng cây hoặc là những cái gì mà mình sinh hoạt hay gài, không có tốn một cái gì cả, chỉ có làm và ăn thôi. Mỗi tháng đấy, nhà em trai đây ở nó xài tẹt tè lè, cả máy lạnh, cả máy giặt, điện, rồi wifi, nói chung là về điện xài cả mấy cái máy lạnh cũng không có nhiều, hai cái tủ lạnh vì mấy cái máy giặt vì điện xài nữa cũng tháng cả tiền wifi nữa cũng tháng khoảng 6-700 nghìn như đấy. Vì rẻ gì vậy? Ừ. Vì cái máy lạnh này xài không mày giống Sài Gòn vì bật một chút xíu lạnh rồi tắt đi chứ ở đây. À, cái miền núi nó gây miền núi thì gì nó không có nóng giống như kiểu này. Còn đây là với công trình phụ, đây là nhà bếp nè. Đây vô đây yên ở trên trước rồi, tại vì mình đi tắt mà sẵn đây mình đi luôn. Ok. Đây là không gian bếp. Máy giặt là có hết. Không, nói chung máy giặt nó rất chuyện thường rồi. Đây không gian bếp. Rất là đẹp. Đúng rồi, mở cho nó sáng lên coi. Đó. Đây không gian bếp rộng rãi ghê chưa. Mẹ nấu là nấu cổ nó đám cưới cũng được nữa. Đây cây này đúc đáo này. Hù nhút. Hù. Cái này hù nhút đầu cà đây. Hù nhút, nhút bít. Là cái gì? Cái này làm dưa món á, dưa món. À, khi ta làm chua, đồ làm chua ta bỏ vô cái hũ này. Dạ, làm chua mạnh bỏ vô này. Bỏ vô này. Để mùa mưa, mua mấy ngày nay mưa có ăn nè. Rồi. Ừ. Ở bên này nó còn một cái phòng rất là lớn để phơi đồ quá trời. Để nhà kho. Cái này là cái kho chứ thực chất là cái phòng phơi đồ. Yeah. Quá bự luôn. Nếu ở thành phố thành cái nhà một cái nhà người ta rồi đó. Nếu ở thành phố cái bề ngang này là khoảng mấy thước, 4 thước hả?
bề ngang 5 thước mấy, dài khoảng 10 mấy thước, thì đây là một cái nhà của thành phố rồi đó. Đây là bưởi, chú quảng cáo bưởi Phúc Trạch của Hương Khê Hà Tĩnh. Rồi đây là bưởi, ngày hôm qua tao có hái một trái mà tao để hôm hai ba không, ngày hôm qua tao có hái ba trái này á, ba trái này mà mới có sạch được hay không là tôi nó hái để cho chú gửi về Sài Gòn cho thím. Đúng rồi, bưởi này là bưởi Phúc Trạch, nó có sạch nổi hay không, Hương Sơn Hà Tĩnh. Ừ, ừ. Chú để bỏ xe cái mang về. Trời ơi, mang về này, mang về Sài Gòn á. Ở đâu nó gửi bác cái đấy. Nó đi nặng nề, mình đi máy bay mà. Đi máy bay nó có nếp á. Thực sự là ở đây mình thấy sống, cuộc sống sướng. Ở tháng này có chuồng gà chú này. Hả? Xem chuồng gà. Gà hả? Có chuồng gà vì nuôi một con chó, đẹp lắm. Trời ơi. Không, cái này là mình là hồi gà, mình hồi gà mà. Hồi gà mà cái này coi như là nó gọi là cái gì? Cải thiện, nuôi cải thiện hồi gà đó, nuôi cải thiện. Trời ơi, nhà mình đây là thuộc dạng nhỏ đó, nhà bên kia kìa không còn bự nữa. Ừ. Bởi vậy ở đây là đất đai nó thoải mái cho người ta chỉ có tiền cất thôi. Rồi, rõ ràng vậy. Và ở đây nó có một cái rất là hay là ở chỗ là đời sống người dân đây là phải nói là tự cung tự cấp. Tự cung tự cấp. Đúng rồi, không có tốn tiền mà không có đánh thuế, không bị bất cứ một cái áp lực gì hết trơn rồi. Có tiền là về lấy xài thôi, mua xài thôi. Và đặc biệt ở một cái chỗ này nữa, cái là sáng nghe đây Hải mới nói là ở đây là cấm phá rừng. Cấm phá rừng. Cấm phá rừng. Đi tù á. Ờ, không phá rừng, thành ra ở đây là xanh lè, nó nói chung là một màu xanh. Cây cối xanh mướt. Xanh lè. Cái đây lúa chỗ này. Anh này lấy đi sát về ăn thôi. Ờ, lấy lúa. Ờ, lúa. Ừ. Nông nghiệp, đồ nông nghiệp đó. Anh gào ăn tới đâu, sát tới đó. Đúng rồi. Rau trồng được, gà nuôi được. Rau nè, gà nè, thức. À, rồi rau mùi nè. Ừ. Nói chung là những cái mà bình thường là coi như là rẻ rẻ nè. Trong nhà trồng được, với trái cây rồi cũng trồng được. Cái tủ lạnh khổng lồ. Mẹ bà nó cứ tủ lạnh gì mà bự dữ vậy. Ừ. Có đồ ăn. Cái tủ lạnh gì... quá trời là bự luôn. Điện nhiêu đó. Đô cái tụi này điện nhiêu đô. Trời ơi, đồ ăn nó qua trời, giống như bên chú mà tự đồ ăn qua trời đó thì không nói rồi. Tại bên đó là bắt buộc. Ê, cái nhà này ở mình đâu dám ở đâu ạ, lý do sợ ma. Rồi, ok. Ta coi hàng xóm mà người ta sống như thế nào. Nói chung thì người hàng xóm người ta sống thế nào thì mình sống như thế đó thôi. Chứ không có cái điều, thấy chưa? Ở Hương Sinh Hà Tĩnh này là thuộc cái dạng cái miền núi của phía Bắc, nhưng mà rõ ràng ở đây rõ ràng nhà nào cũng có xe hơi, không có nhà nào không có, mới lạ luôn cái đó. Đi. Bởi vậy thằng này nó nói là cái xe đạp, cái xe máy nó thuộc về cái dạng kêu là tuyệt chủng mẹ nó cái xứ này rồi. Nó cũng còn chứ không phải là không, thì dùng ta để đi chợ hoặc là những đi đang xem mấy cái nhà bên cạnh hàng xóm mà xem trời mưa mà xem gì đi đứng bên đi mình đứng cái chỗ này xem à, đâu có mày camera chạy ngang qua kia cái chỉ vô một cái rồi quay qua quay lại cho ta thấy thôi, chứ còn mưa mà đây là một cái nhà hàng xóm kế bên, thấy chưa đó, mình đứng đây mà nói cũng được mà. Đó, mưa nghe. Đó hôm nay vui về đó. Thấy chưa, mưa quá. Đây là quay lén đó, đó thấy chưa, nhà hàng xóm á. Nói chung là không có nhà nào nhỏ hết trơn á. Nó kỳ lạ chứ đó. Ở đây là xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ok. Thành phố Vinh, đúng không? Thành phố Hà Tĩnh. Thành phố Hà Tĩnh hả? Ừ. Nơi đây là có vùng án đó. Nhờ cái vùng án mà đất quê hương này phát triển đấy. Thì trước đây có về vấn đề môi trường một chút xíu, thì bây giờ vùng án họ cũng đền cho dân rất nhiều tiền thôi. Cả tỷ đô la thôi. Đấy. Bây giờ thì nhờ vùng án người dân mới xuất khẩu đang, được. Đang mưa nhưng mà thấy rõ ràng là cái hàng rào chung quanh nhà người ta không? Họ cắt rất ư là đẹp. Thôi quay sơ sơ chút xíu là giới thiệu những căn nhà ở vùng quê cho mọi người thấy. Có dịp thì sẽ chút xíu nữa đi ăn sáng, rồi có gì mình sẽ quay tiếp. Quay tiếp, nối tiếp. Tại bởi vì cái nhà mình nó chỉ bao nhiêu thôi, và những cái nhà khác để cho nó mọi người xem. Mọi người xem. Ừ. Quê là mua. Ok. Ok.